Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em là Liễu ở Cao Bằng ạ. Hôm nay là phiên sáng ngày 6 tháng 9 năm 2020. Em bán một ít kiếm, mong cô chú anh chị và các bạn mua ủng hộ cho em theo số điện thoại 0989037668. Em sẽ gửi hàng qua bưu điện cho các bác và giá em thông báo không bao gồm phí vận chuyển. Em bán hàng không bao ship. Ngày mới thì em chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày an lành hạnh phúc, làm việc hiệu quả và vui vẻ nhé. Em sẽ bán một ít kiếm Hồng Văn Giang, một ít trắng Điện Biên với một ít tiên vỗ sổ. Các bác còn thiếu cây nào thì mua ủng hộ cho em nhé. Đây là mặt hoa của kiếm Hồng Văn Giang. Các bác cũng biết là nguồn gốc của nó là cây lô hội rừng của tỉnh Hà Giang. Anh Nguyễn Duy Khánh chính là người sổ ra được bông này. Mọi người hay gọi anh ấy là anh Điểu Khánh đấy ạ. Em có tải một cái video của hoa này đang nở lên. Các bác có thể xem ở cái video trong kênh YouTube của em. Các bác kéo xuống dưới sẽ thấy hoa nó rất là đẹp. Không phải chỉ đẹp trong ảnh mà đẹp lúc quay lên là các bác quan sát các bác sẽ thấy. Tuy nhiên là giá của nó cũng khá là chát. Em sẽ đăng bán vài tép nhé. Bác nào chưa có thì mua ủng hộ cho em ạ. Hồng Văn Giang số 1 em bán với giá là 1,8 triệu. Cây của nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh đấy nhá. Cái lúc nãy em vừa tách xong quên đi, còn chưa bôi keo liền xẹo cơ. Đây là nó có mắt ngủ ở đây nhớ nhá các bác. Đây ạ. Đây. Có mầm luôn rồi. 1,8 triệu cho hình số 1. Tiếp theo là hình số 2, 1,9 triệu, thân tơ hướng ngoài có măng rồi đấy ạ. 1,9 triệu nhé các bác. Số 2. Tiếp theo là hình số 3, nó bị lỗi một chút nên cái hình này để cho bác nào lấy đi làm giống nhé. Các bác thấy nhé, nó bị lỗi lá đấy nhá. Đây ạ, lỗi mất 3 lá. Đây, lỗi lá đây. Lỗi. Tuy nhiên là nó đã cho con này nhé, lấy đi làm giống rất ok nhé các bác. Đây, 1,5 triệu cho hình số 3 này. Hình số 4, cây này to nhất chậu. Em bán với giá 4 triệu. Cây rất đẹp, rất khỏe, rất lực nhé các bác. Đây. Hồng Văn Giang là láng nhé. Quy cách của nó gồm có hai thân trưởng thành nhé các bác. Một măng ở đây. Đây ạ. Cái măng của nó cao tầm này ạ. 4 triệu hình số 4. Và hình cuối cùng là hình số 5, gồm có một lùm 4 cây. Em không tách ra mà để bác nào có điều kiện thì mua đi, có thể trồng lấy đi các hội kiếm ấy. Đây, một lùm 4 cây luôn nhá. Rất là đẹp. Ở đây có nhú mầm rồi nhá. Đây ạ. Mầm ở đây nhá các bác. Đây, mầm đây. Mầm đây. Hình này em bán với giá 7 triệu nhá. 4 cây trưởng thành. Có 2 mầm rồi. Còn những cây tơ hơn thì nó chưa cho mầm. Tiếp theo em bán vài tép trắng Điện Biên nhé các bác. Một trong những mặt hoa lô hội đột biến được tìm kiếm nhiều nhất. Nơi đạt thì cái cần hoa của nó có thể đạt đến trên 80 bông, cực kỳ sai hoa. Đây, gần nó như thế này nhá. Xa thì nó như này. Em sẽ vào đăng bán cây cụ thể luôn nhé các bác. Về mặt hoa em sẽ bảo hành cho các bác theo kiếm luật nhé. Đây là trắng Điện Biên số 1. Lúc này em tách, chẳng may bị cắt vào đây một nhát.
Cây thì to, khá là to nhé các bác. Đây. Lô hội nhưng mà cây to. Đây, nó gồm có 3 thân. Hình này em bán về giá 5 triệu nhé các bác. Đây. Cây rất to, cây này bác các bác lấy về trồng tròn tròn chậu rất là nhanh nhé. Đây ạ. Cây lá láng rất là đẹp. Năm triệu cho hình số 1 nhé. Trắng Điện Biên số 2 đây. Số 2 thì cũng rất là to. Em bán cũng 5 triệu nhé. Đây. Cây cũng to. Chăm đạt thì nó cũng cỡ Tiên Vũ chứ chẳng thua kém. Thân thế, thân lá nó rất là đẹp. Một cây mẹ, hai cây con thì đã xòe lá, tính ba thân cũng được rồi, em bán 5 triệu. Tiếp theo là hình số 3. Mẹ của mấy cái này. Đây ạ. Đây, cây mẹ nó nhỏ thôi nhưng mà nuôi con nó đạt thì nó rất là to chứ các bác. Đây, mẹ có mắt ngủ ngoài đấy nhá các bác. Cây này cho bác nào lấy đi làm giống này. 2 triệu. Đây, một nhát cắt ở đây nhá. Bên này có mắt ngủ đây. Hình cuối cùng, hai thân trưởng thành cũng to. Dạ. Cái này khả năng là nó sẽ đẻ đấy. Nó như này là dấu hiệu nó có mầm ra đấy. À, hai cây to này em bán với giá 5 triệu nhé các bác. Cây là láng hết nhé các bác. Tiếp theo em bán vài cái hình Tiên Vũ sổ. Này, hình này 180.000, hình số 6 nhé các bác. Đây ạ. À, lúc nãy em vừa tách cây xong cái vườn em nó có nhiều rễ với lại nhìn nó khá lộn xộn, các bác thông cảm cho em nhé. Hình số 6 là 180.000. Tiên Vũ sổ. Hình số 4 180.000. Đây. Lá nó tầm 4 sen nhé các bác. Lá nhỏ nhất cái này, có mỗi cái này là 3 sen rưỡi, còn lại là 4 sen. Thước cứng. Cái này hai thân trưởng thành với một măng đây. Em bán với giá 300.000 nhé. Bác nào thích lấy đi quay sổ số hay là trồng làm cảnh thì những cái mặt hoa Tiên Vũ nó khá là đẹp. À, đây là hình số 1, 300.000. Em bán không theo thứ tự vì lúc nãy con em nghịch nó đặt lung tung ra. Hình số 5, 280.000. Cái này cái giá thể nó ấy không bị sao cả, cây lá đẹp nhá. Hai thân trưởng thành. Đó, lá nó em trồng ở chỗ râm này là nó hơi dài. Hình cuối cùng một mẹ một măng. Đây. Lá cũng to nhé, 4 sen. 200.000 cho hình số 2 là hình cuối cùng này. Ngoài ra em có một chậu vị hoàng kiếm. Hôm qua có mấy bạn gọi hỏi mua liền nên em lại xách ra một chậu đây. Ba cây nó khá là đều nhau nhé các bác. Cây rất to. Đây, đây là bàn tay của em nhé. Đây ạ. Ở chậu này nếu mà bác nào muốn lấy cả chậu thì em chỉ có thể gửi xuống, gửi xe đi Hà Nội hoặc Thái Nguyên thôi nhé. Xa thì không gửi được vì nó to quá, thì cái chậu
nó đóng sẽ rất là to, thì chỉ có thể gửi sang, gửi bưu điện, nó quá cồng kềnh, to quá mức. Đây. Nó đã cho mầm ở đây. Ở đây, bên này không biết có chưa. Em lười soi lắm, nhưng mà cây tơ thì khả năng cũng sẽ có hoặc chuẩn bị có. Còn đây thì nhú ra sẵn này đây. Cây thì rất là to đây. À, tiện em đang cầm máy em sẽ quay cho các bác xem. Hình như vườn em có mấy cái cây tiên vũ đang sổ hoa. Đây, cây này hôm nọ hoa rất đẹp nha các bác, cánh bay. Nhưng mà em lười quay. Với tay em run nên em quay không được, nó có bị ấy. Cần cái cuống hoa nó to, to đùng luôn. Đây là bông tiên vũ, cái lưỡi nó liền này. Nó liền luôn nha các bác, lưỡi liền. Em có hai chậu nó sổ đi sổ lại nhiều lần rồi, lần nào lưỡi cũng liền. Đây. Có một cái cây nó rất là sai hoa. Sai hoa lắm ấy, nhìn như cái chùm pháo hoa ấy. Đây. Chít chít tàn bông luôn. Hôm nào có cô ấy lên mua cây nhà em, ôi cây sai hoa thế. Đây. Thơm lắm cô bác. Tuy nhiên là cái chậu nó ươm từ thân già lên ấy, nên cái hoa nó bé. Vườn của em bán nhiều cũng sắp hết rồi đây này, không còn đâu mà. Trống hết rồi. Em xin kết thúc video ở đây nhé. À, bác nào muốn mua cây thì alo cho em nhé.